em đang lắng nghe chất âm cục đẩy cao cấp nhất của bên em, D4150, một trong những mẫu đẩy tốt nhất hiện nay. Sản phẩm này chạy nguồn xung mạch class D, size rất là mỏng em nhé, nó chỉ mỏng bằng ấy con code server 23XL thôi. Và ở đây một kênh anh em có thể chơi được một cặp full 40, ok chưa? Ở đây thì mỗi kênh em đang chơi một cặp layer đây anh em nhé, ok chưa? Mỗi kênh em đang chơi một cặp array bass 30 tăng lên này. Đây là súp này, hai kênh này sẽ chơi hai quả súp kép anh em nhé, mỗi kênh chơi một quả súp kép 50 kia, đánh rung hết nhà luôn. Đi đánh súp anh em nhé. Đây đang chơi quả súp này, các bạn có thể thấy đánh súp kép đánh rung hết nhà luôn. Anh em cùng đeo tai nghe vào nhé. Ok chưa? Bên này một quả súp kép 50 này. Đấy, và bên kia em đang chơi một quả súp kép 50 từ 220 quay 100. Ok chưa? Đánh rung hết cả nhà. Đó, đây. Hai quả này, tăng full lên nhá. Quá là bạo lực. Chung là rung hết lóc nhà hàng xóm luôn. Với cục đẩy này anh em có thể làm sự kiện một bộ rất là ok rồi. Hai cây anh em chơi full đôi 40 đúng không? Một cặp full đôi 40 anh em nhé. Còn nó hai cây còn lại CD chúng ta sẽ chơi. Đó, chúng ta sẽ chơi ra một cặp súp kép 50 kia cho bên em. Layer dây bát 30. Giá đang có giá là 19 triệu anh em nhé. 19 triệu một cặp layer đây. Bát 30 này. Rồi bát 30 anh em thấy không? Quá phê đúng không ạ? Và con này thì nó chạy là quá là êm luôn. Rất là êm, đẹp đúng không ạ? Đẹp mà chất âm rất là hay. Và cũng báo giá với tất cả các bác, hiện tại bên em đang bán với giá là 14 triệu 500 nghìn đồng chưa gồm phí ship anh em nhé. 14 triệu 500 nghìn đồng chưa gồm phí ship. Ok chưa? Dù con code này khác rất hay. Con code 23XL này hiện tại đang bán với giá là 1 triệu 400 nghìn đồng bao ship. Còn riêng con D4150 này gánh cả bộ luôn anh em nhé. Gánh cả bộ luôn. Đang đẩy có tầm 11 giờ thôi. Nhấc cái nhà luôn. Trời. Bánh súp kép này. Bánh súp kép 50 các bạn có thể thấy. Bánh lẩy tưng tưng luôn này. Bánh lẩy tưng tưng luôn nhá. Ok chưa? Bánh lẩy tưng tưng luôn này. Súp kép này hiện tại thì bên em đang bán với giá là 30 triệu một cặp, tức là 15 triệu một quả này. 15 triệu một quả.
quá phê luôn, nhức hết người. Thì hôm nay em làm cái video test cục đẩy này anh em nhé. Em đã bán rất là nhiều rồi. Hôm nay sẽ test đánh súp kép cho tất cả các bác cùng nghe. Các bác có thể thấy một kênh đánh quả súp kép đánh rung hết nhà luôn này. Như động đất luôn, đánh như bom anh em nhé. Ok chưa? Đánh như bom, rất là phê. Anh em có thể đeo tai nghe vào thì nghe tiếng súp nó rất là uy lực. Thì ok, các bác có nhu cầu muốn mua thì gọi điện trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em.